Philippines bắt đầu nâng cấp cơ sở quân sự trên đảo lớn nhất mà Manila đang kiểm soát, trong khu vực có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm 7 tháng 11. Bộ trưởng Delphine Lorenzana nói, một nhà thầu đang xây dựng một đường dốc từ bờ biển lên trên đảo Thị Tứ, đảo lớn nhất trong 9 đảo mà Philippines đang kiểm soát, thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Lorenzana nói, dự án sẽ hoàn thiện vào đầu năm 2018. Ông Lorenzana cho biết, đường dốc bờ biển là quan trọng và cần thiết để tàu bè của hải quân có thể đưa vật liệu xây dựng đến sửa chữa và nâng cấp phi trường, các công trình cố định và xây một cảng mới trên đảo Thị Tứ cho người dân. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, chính phủ sẽ chi khoảng 25,3 triệu đô la để nâng cấp đảo Thị Tứ. Trung Quốc đã xây 7 đảo nhân tạo, thiết đặt hệ thống radar, súng phòng không và tên lửa trên nhiều đảo. Các chuyên gia phỏng đoán, Bắc Kinh sắp sửa triển khai chiến đấu cơ trên các đảo đó.